chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bị bắt ký đơn ly hôn, Mỹ Anh khóc lóc giả vờ đã mang thai. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Hải Đăng giờ đây không còn gì để luyến tiếc cuộc hôn nhân không có tình cảm với Mỹ Anh. Một khi anh đã biết được người vợ mà mình cưới về đang lừa dối bản thân một cách trắng trợn, thì không còn gì để lưu luyến. Ngộ sát ba ruột, quan hệ mờ ám với Việt Lâm, xô Minh Anh té ngã cầu thang, anh không tưởng tượng việc gì Mỹ Anh sẽ làm tiếp theo. Nếu cứ do dự, không khéo gia đình anh và công ty K&D sẽ vào tầm ngắm của cô nàng. Mỗi ngày sống bên Mỹ Anh là mỗi ngày Hải Đăng cảm thấy vô cùng thất vọng và tội lỗi, như địa ngục giữa trần gian. Anh thất vọng vì vợ của mình càng ngày càng trở nên tồi tệ. Cô ta chẳng còn tài năng gì ngoài việc luôn tìm cách để hãm hại người khác. Và anh cũng cảm thấy có lỗi với Mỹ Anh, vì Hải Đăng cứ có cảm giác là mình đang lừa dối tình cảm của vợ. Hàng ngày phải nói những lời yêu thương với Mỹ Anh, nhưng đó toàn là những lời nói dối, và hoàn toàn không phải là những lời nói từ con tim của Hải Đăng. Hải Đăng cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi. Chính vì vậy mà anh ấy đã đưa ra một quyết định giải thoát cho cả hai, đó là chấm dứt mối quan hệ như địa ngục này, không còn ai phải cảm thấy nặng lòng vì ai nữa. Khi đã nhờ luật sư soạn giấy tờ xong xuôi, Hải Đăng đã gọi Mỹ Anh vào phòng làm việc của mình để nói chuyện. Mỹ Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc có lẽ là Hải Đăng đã tha thứ cho mình nên muốn gọi Mỹ Anh vào phòng để làm hòa. Nhưng cô ta không ngờ thứ chờ đợi cô ta chính là một lá đơn ly hôn, do chính Hải Đăng soạn sẵn và đã ký bút. Bây giờ chỉ cần chữ ký của Mỹ Anh nữa là xong. Sau khi Hải Đăng đặt tờ giấy ly hôn lên trên bàn và mời Mỹ Anh ký tên vào đó, thì cô ta gần như chết lặng. Dù biết có thể sẽ có ngày này, nhưng cô hoàn toàn không ngờ nó đến sớm như vậy. Một phần cô ta không muốn mất đi một người đàn ông tốt như Hải Đăng, một phần khác quan trọng hơn đó chính là Mỹ Anh vẫn chưa đạt được thứ mà mình mong muốn, đó tài sản của ba mẹ Hải Đăng để lại, cổ phần công ty KM. Bao nhiêu công sức của Mỹ Anh đổ ra vẫn chưa thu lại được gì ngoài những ngày tháng ác mộng. Cô ta không cam tâm để mọi thứ phá hỏng một cách nhanh chóng, như vậy nên đã lập tức từ chối không chịu ký vào đơn ly hôn của Hải Đăng. Thậm chí cô ta còn cầm luôn tờ đơn ly hôn rồi xé nát trước mặt của Hải Đăng. Cô quát lại rằng, có phải anh đã bị con Mỹ Anh dụ dỗ rồi không? Anh bỏ tôi đến đỉnh với nó có đúng không? Hải Đăng khẳng định lại một lần nữa chuyện này không liên quan gì đến em vợ. Cuộc sống không có hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau. Ngay lập tức ngay trong đầu Mỹ Anh đã nảy số, hiểu rằng giờ đây chỉ còn một cách duy nhất để níu kéo mối tình này. Mỹ Anh nói lớn rằng, em đã mang thai rồi, không có ly hôn gì cả. Em không muốn con mình lớn lên mà không có ba bên cạnh. Hải Đăng nghe đến đây vô cùng ngỡ ngàng, anh lập tức dừng hẳn việc ký đơn ly hôn. Anh hỏi, em có thai từ bao giờ, sao không báo cho anh biết? Mỹ Anh lấp liếm rằng đã mang thai từ lâu, nhưng vì cả hai dạo gần đây hay xảy ra mâu thuẫn nên cô chưa kịp thông báo. Dù đang rất chán cuộc tình này, nhưng lời nói dối này của Mỹ Anh có vẻ đã làm Hải Đăng một lần nữa siêu lòng. Anh bắt đầu quên đi những tính cách và thái độ trước đây của cô, và đang vô cùng phấn khích khi đã có con đầu lòng. Về phần Mỹ Anh, cô biết việc nói dối này sẽ không thể kéo dài được lâu, nhất định phải nhờ bác sĩ Tài làm giả giấy tờ. Qua mắt gia đình Hải Đăng, tranh thủ lúc được cưng chiều, cô sẽ lấy hết tài sản gia đình này trước khi biến mất. Liệu kế hoạch đặc biệt này của Mỹ Anh có thành công, cái thai giả có qua mặt được gia đình bà Dung? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.